Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Black Myth Wukong nha. Và anh em có thấy điều gì đặc biệt không? Thì mình đã hóa thành gọi là siêu nhân điện quang em ạ. Và cái thiết bản của mình thì bây giờ thành cái hai cái cúp của Minecraft nó nối với nhau. Hiện tại các pháp sư Trung Hoa đã có tung ra những cái phiên bản mod rồi anh em ạ. Và tương lai thì chắc chắn sẽ có những nhân vật như kiểu Kratos vào trong này, hoặc là Steve, Pokemon, các kiểu đà điểu. Khá là hài anh em ơi. Tôi sẽ thử cái vũ khí này xem như thế nào nhé, xem nó có gọi là mạnh mẽ hay là bá đạo hay không. À, có con chuột kìa anh em ơi, thử xem. Thật ra cái này thì nó sẽ thay đổi cái ngoại hình của cái gậy đầu tiên anh em ạ, nên nó cũng không khỏe lắm đâu nhé. Lên, lên, cú, lên, lên cu ơi. Quá mày lại, sổi, sổi, cái cúp Minecraft này cũng bá phết anh em ạ. Mà thật ra con này nó yếu. Con này nó yếu lòi à, có gì đâu. Nào. À, ở đây nó có con ngựa anh em ạ. Mình sao mình không giải cứu được con này nhỉ? Con mình bị bắt ở đây à? Chỗ này nó toàn thở chuột đây anh em ạ. Ở đây mình sẽ đánh nhau tía ra chỗ kia. Mình vừa mới giết được cái con sói đất ở đây. Có một con boss nhỏ nhỏ, một con mini boss bé bé ở đây. Thế xong rồi, hạ xong rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm thêm vài con boss nữa để đánh nhỉ? Một bổ này, hai bổ này, phá ra nó đi anh em. Một này, sắp đai rồi. Con này, ui, trên kia có đấy nhá, con bắn cung anh em ơi. Cái vũ khí này khá là yếu, vũ khí này yếu quá anh em. Trên kia lại có con bắn cung nữa. Giật sấm sét. Ố, tôi bị choáng luôn ạ. Giật sấm sét xong tôi choáng. Ui, oh my god. Con kia là bắn lén tôi kia ạ. Ăn rất nhiều mũi tên. Và cây thiết bảo của tôi đã bị rơi ra ngoài rồi. Hải vãi cả đạn luôn. Cái mặt nạ này nó sẽ thay bằng mặt nạ của thằng ấy thôi. Của con mặt nạ sói đầu tiên thôi. Đây, chúng ta sẽ đây, ăn vào đây. Có thể thay đổi được cái mặt nạ của chúng ta. À, không chẳng cần đánh vào đây nhá. Mình có thể là thay đây luôn mặt nạ. Đó. Cái vòng kim cô lúc đầu này. Còn đây là cái mặt nạ sói này, thay luôn bằng cái mặt nạ siêu nhân ạ. Trông chất vãi cả nồi à. Chỗ nào kiếm con boss nhỉ? Kiếm con boss đánh thử phát nhỉ. À, tôi biết có một cái hướng có thể đi đánh được boss anh em ơi. Hoặc gặp thêm những con quái mới cho nó khỏe khỏe tí. Đây rồi, đi hướng này đẹp này. Let's go, let's go. Lên đường, lên đường. Đứng nguyên đi, cưng ơi. Chạy đi đâu? Hướng nào nhỉ? À đây, đây anh em ơi. Chúng ta sẽ lách qua chỗ này đi. Đó. Bỏ qua luôn cái con kia nó bắn đấy mà. Bắn sấm sét anh em ạ. Thế chúng ta bị choáng. Chỗ này mình cũng hạ xong cái con boss chuột con rồi. Kiểu là hai bố con anh em. Hai con cơ, có một con chuột khổng lồ ở trong kia nữa cơ. À, đi qua cầu đi. Cái này thì khá là đẹp. Cấu hình thì nói chung là máy mình vẫn chơi được. Vẫn chiến gọi là một cách gọi là tạm tạm. Không đến nỗi là mắc cấu hình nhưng mà không đến nỗi là quá giật lag. Hướng nào nhỉ? Hướng này đi. Cái này thì thử xem nào. Chỗ này tôi còn chưa khám phá đi chỗ này cơ. Đây đây. Đi qua chỗ cầu đá. À đây có mấy con mới này. Có con Titan đá. Hello bạn ơi. Này hết mất mana đấy. Chúng ta sẽ kiếm một cái chỗ để chúng ta thắp hương đẹp. Wow. Con này khá là yếu nhỉ. Thế chúng ta thấy con này khá là yếu. Chúng ta sẽ xem có con người đá nào ở đây không. Ở đây có một con tướng quân gai à. Giống như kiểu con nhím vậy. Con nhím. Choáng, choáng. Con này đánh đầu à hay đánh gì đây? Né rồi bạn ơi. Tôi né rồi. Ở đây có một con người đá này. Hình như trên kia có một con bắn hay sao? À đây có con ném. Không có ném độc.
khá khó chịu. À, what? Chỗ này bị vướng anh em ạ, tôi bị vướng cái đá này. Bình tĩnh. Đừng coi thường cái. Wow, kinh đấy bạn. Heavy attack, heavy attack. Uầy, con này biết sử dụng đầu à? Đây rồi, một bổ. Đi ngay. Uống cái bình ấy đã, hồ lô ấy đã. Chắc còn phải một đoạn lâu nữa chúng ta mới gặp boss đấy anh em ạ. Cày cấp luôn nhỉ. Muốn thử cái vũ khí ấy thôi. Xem thế nào. Ở đây có đây, đây có chỗ đấy thắp hương này anh em. Đây rồi. Chúng mày tôi chưa mở khóa luôn. Bây giờ mở luôn, siêu nhân cầm cây gậy của Minecraft. Đúng đỉnh luôn á. Ok, tôi sẽ ngủ ở đây phát để nó hồi lại cái mana. Cái cài cái phiên bản mod này khá là dễ thôi. Nếu anh em thích thì mình sẽ chỉ cho anh em vào trong tập sau nhá. Wow, bẫy đấy, bẫy đấy. Oh, con này như có thể là phi được nhỉ? Trên trên kia có một con nhá. Đấy, 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 đấy. Trên kia có một con mà. Thôi tôi sẽ né cái này ra đi. Vào đây, thích thì vào đây chiến em ơi. Để con bắn cung kia nó không thể tấn công được mình. Nó có vào đây được không nhỉ? Vào được anh em. Tranh thủ đánh nó phát. Đùi ra không, không có nó ném. Cái cổng bé đấy này mà không qua được á? Em dai. Uái. Oh my god. Để tôi hóa cái này đã, hình như hết mana rồi phải. Uống máu đây, uống máu đây, uống máu đây. Chết rồi, không kịp rồi. Em ấy đang thử cái vũ khí kia mà. Tôi đang thử cái vũ khí của Minecraft cơ mà. Quá lẹ ạ. Nó đâu rồi? Oh, oh my god, nó biến đâu mất rồi anh em. Không rõ biến đâu mất luôn. Đây có một cái hang này. Trong hang này kiểu gì cũng sẽ có một con boss gì đấy anh em. Dễ lắm. À, hết đấy rồi nhá. Hết máu rồi nhá. Đánh thử xem không, ở trong này có mấy con quái nhỏ nhỏ thôi. Chơi boss. Ui, chỗ này đông quá. Oh my god. Đúng combo luôn. Nó choáng luôn. Thật ra bên này có tận 2 con anh em ạ. Khốn phết nhờ. Ơ, tôi chưa khóa anh em ơi. Tôi chưa khóa luôn. Con kia vẫn còn sống anh em ạ. Con nhỏ nhỏ kia vẫn còn sống kìa. Né. Ôi, chỗ này đông thế. Đông quái thế nhở. Châu đấy. Chạy chạy đã. Cả chết anh em ơi. Đánh phía này này. Con này trâu quá nhỉ. Con này nó có giáp anh em. Mất giáp chưa é.
Con này bây giờ không có giáp thành ra người bình thường. Giống con bình thường anh em. Mày nhờn. Sắp lên level 30 rồi này. À đây, đây đường đi luôn anh em. Cho có đường đi luôn này. Ok, let's go lên đường luôn. Hơi bị chiến luôn nhá. Với bộ này thì quá là bá đạo. Bá đạo hạt gạo. Chỗ này chắc đi anh boss rồi. Rồi, thì ok. Hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp nhá. Để lúc nào mình tìm được cái bản mod hay hay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em. Cho nó lạ lạ tí đúng không? Chứ này như là đánh con boss thì phải. Thế tôi đến thử đánh boss không?